Đấy, ừ chưa? Lau qua tí cho nó sạch. Rồi, nghe thấy nó gừ gừ không? Nghe thấy gừ gừ không? Đấy. Đấy, ừ chưa? Ghê con nhà bà gớm. À, lau để cho nó rơi hết cái có dính tí nào bẩn ở trên lông thì nó khô nó rơi hết đi. Con nào cũng gừ, bốn con là con nào cũng gừ đấy. Ghê gớm. Bốn con nào cũng gừ. Bà này bà ngủ luôn này. Bà này bà đang ngủ cho nên bà không gừ. Ok, ra kia ngủ tiếp đi. Lau cho nó sạch đi nhá. Lau cho nó khô đi. Đó. Ăn dặm kiểu này cho con nó rất là sạch, không có bẩn, không bị bẩn, sạch tinh. Thì con nhà bà gớm gặm quá. Nó này để cho nó khô cái lông đi. Có ghê quá bạn. Cho nó sạch. Rồi. Khô lên, khô sạch đi. Thì có cái gì dính ở trên người, trên cái hạt mà nó ăn mà nó có con nọ nó đè lên người con kia ấy, thì nó rơi hết. Nó sạch. Thế nên là con chó nó ăn từ nó ăn đến khi mà nó to lên thì cái lông của nó vẫn sạch, nó không có bẩn, không bị bẩn vì đồ ăn. Ghê quá ha, ghê nhỉ. Đại ca quá đấy. Ok, sạch tinh rồi đấy. À, em dậy rồi, ngủ dậy rồi. Ok, sạch tinh luôn, đứa nào gặm chân ta đấy. Thấy chưa? Đại con nhà bà ca đấy. Mấy đứa chơi với nhau đây. Cho nó gặm giấy chơi. Lắc. Bắt đầu mỗi con kéo một tờ ra một chỗ gặm. Sau giờ ăn sẽ đến giờ chơi. Chơi đừng có chơi cùn nhé. Bây giờ mọc răng rồi là bắt đầu gặm nhau là đau đau cái là cùn. Hai đực. Mấy con này thì
Tôi tịch thu mấy tờ giấy cho chúng nó chơi với nhau. Tịch thu. Tịch thu này. Giả đây. Giả đây. Thu hết. Thu lại. Thu lại hết mấy tờ giấy. Thế là hết luôn. Đấy, chơi với nhau đi. Rồi chúng nó chơi với nhau. Cho vào đây cho nó đỡ. Màu nó đỡ gì? À này chưa? Hai thành phần này ăn no ngủ kỹ, chỉ chơi một tí tẹo thì là ngủ luôn à. Là hai thằng đấy là nó to hơn. Bốn thằng này thì độ ham chơi cao hơn. Đấy, nó ra vần vò nhau, gạ chơi đấy. Nhặt được cái gì ông lắc ghê quá. À đây cũng muốn yên vị chỗ ngủ rồi. Ở đây là bữa ăn này, nếu bữa ăn buổi tối. Thế nếu bữa ăn ban ngày là chúng nó ăn ban ngày là chúng nó nô nhiều hơn. Bữa này là bữa tối. Người nghe thấy nó rất là yên lắng, không có một tiếng động. Bây giờ là bữa đêm, muộn. Bắt đầu giờ đi liếm cái hạt rơi vãi ở trên cái thảm. Thảm để ăn này cho nó không có đá ị ra. Thảm đá ị là nó đá ị, thảm để ăn nó không đá ị ra. Giữ nó. Gọi thế đang nhào. Đấy. Thằng này nó nghe tiếng gọi đấy. Thôi được rồi, mấy đứa là vào chỗ nằm ngủ đi. Nằm ngủ, nằm ngủ, nằm ngủ thôi. Anh tịch thu cái thảm. Đi ngủ đi thôi. Ok, thôi mấy đứa đi ngủ đi nhá. Ngủ thôi. Ok. Ngoan. Ngoan. Ui giời, thôi không nô nhau nữa. Ngủ thôi. Rồi, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Ngủ thôi. Hai đứa này nó ngủ một chỗ này. Một thằng này ngủ một chỗ này. Ba thằng này thì để yên cho chúng nó thì chúng nó sẽ ngủ thôi. Đấy, chia sẻ với mọi người một chút là cái bữa ăn dặm của con chó con. Đó, đơn giản vậy thôi, giống nào cũng thế. Mình nuôi thì các giống đều như nhau. Chó ta, chó tây là nuôi ăn dặm này là giống nhau hết. Lớn lên thì mới điều chỉnh. Lớn lên thì mới cho nó khác nhau thôi. Và rất là đơn giản thôi, không có cái gì cả.
À, thế là nó ngủ rồi. Nó ăn xong rồi nó ngủ, nó không cần thiết mẹ đâu. Mẹ nằm đâu thì mẹ nằm. Đó. Ngủ đấy. Vẫn còn hai con nghịch.